Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa vào Chúa Nhật Thứ nhất Phục sinh. Trong niềm vui của toàn thể giáo hội, chúng ta hân hoan mừng biến cố Phục sinh. Để rồi qua biến cố này, chúng ta được thắp lên một niềm hy vọng lớn lao. Chúng ta sẽ cùng được sống lại với Chúa Kitô. Và trong niềm hy vọng này, Xin mời anh chị em chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Ngày đầu tuần Maria Magdalena đi ra mộ từ sáng sớm khi trời còn tối. Và bà thấy tảng đá đã được lăn ra khỏi mộ. Bà liền chạy về tìm Simon Phêrô và người môn đệ khác được Chúa Giêsu yêu mến bà nói với các ông rằng người ta đã lấy xác thầy khỏi mồ và chúng tôi không biết người ta đã để thầy ở đâu phêrô và môn đệ để kia ra đi đến mồ cả hai cùng chạy nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn phêrô và đến mồ trước ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó nhưng ông không vào trong vậy simon phêrô theo sau cũng tới nơi ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó và khăn liệm che đầu người trước đây khăn này không để lẫn với dây băng nhưng cuộn lại để riêng ra một chỗ bấy giờ môn đệ kia mới vào dù ông đã tới mồ trước ông thấy và ông tin vì chừng các ông còn chưa hiểu rằng theo kinh thánh thì người phải sống lại từ cõi chết Anh chị em thân mến Mấy ngày nay cả thế giới bàng hoàng Khi chứng kiến cạnh nhà thờ Đức Bà Paris Vào chiều ngày 15 tháng 4 2019 bị cháy Hầu như mọi người ở Pháp đều chảy nước mắt Như vừa mất một cái gì quý giá nhất Laura Dern, nữ diễn viên của phim Star Wars The Lost Chơi đi. Là một trong những ngôi sao đầu tiên lên tiếng. Tôi đang khóc trước khi nhà nhà thờ Đức Bà bị cháy. Ngôi nhà tinh thần của bà và của mẹ tôi trái tim tôi như tan vỡ. Vâng. Thưa anh chị em. Nhà thờ Đức Bà cháy vào những ngày mà toàn thể giáo hội công giáo đang quy hướng về cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Có một cái gì đó để đáng chúng ta suy nghĩ. Mọi người thương tiếc ngôi nhà thờ không chỉ vì giá trị lịch sử của nó trên 850 năm. Nhưng đó còn được coi như là địa điểm hành hương thiêng liêng của những người công giáo trên toàn thế giới nó được coi là trái tim đang đập của công giáo pháp là công trình vĩ đại gắn liền với lịch sử của nước pháp cả về chính trị trí tuệ và tinh thần đây là biểu tượng của nước pháp có thể nói cả thế giới đã dành cho nhà thờ đức bà paris một tình yêu lớn lao và thiết nghĩ với tình yêu này Nhà thờ Đức Bà Paris sẽ không bao giờ sụp đổ dưới khối lửa khổng lồ, nhưng sẽ tiếp tục đứng vững. Chẳng hạn ngày 16 tháng 4, tỷ phú Pháp François Henry Pinot cam kết tài trợ 100 triệu euro và tỷ phú Acknot cùng gia đình của ông cam kết tặng 200 triệu euro để xây dựng lại nhà thờ Đức Bà. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi triển khai một chiến dịch xây dựng lại nhà thờ, trong đó việc huy động quỹ từ các nhà tài trợ và sự đóng góp của các tài năng trên toàn thế giới. Vâng, thưa anh chị em, tình yêu là nguồn mạch của sự trường tồn và ở đâu có tình yêu thì cái chết cái hư hỏng chẳng còn ý nghĩa gì nhà thờ đức bà paris cháy đó nhưng mà nhà thờ đó vẫn còn tồn tại ở trong lòng của những người dân pháp tình yêu chẳng làm cho nhà thờ đức bà paris sụp đổ từ ngày vợ chết bà Janice của ông Fred Grillan 78 tuổi hầu như không ngày nào mà không đến mộ phần của vợ để chăm sóc. Từ đó đến nay đã hơn 7 năm trời ông yêu vợ. Ông đã không để cho cái chết ngăn cản tình yêu của ông dành cho vợ. Không để cái chết làm lời hứa bên nhau đến trọn đời mà ông đã từng dành cho bà bị phai nhạt đi ông đến bên mộ phần của vợ chỉ để được ngồi bên người phụ nữ mà ông yêu hết mình người phụ nữ duy nhất ông dành trọn tình yêu dù mưa hay nắng ông vẫn đều đặn đến bên vợ đối với ông Vợ ông không chết Bà vẫn sống trong lòng của ông Ông chia sẻ Tôi chẳng làm gì cả Tôi đến đây chỉ ngồi Bên mộ vợ của tôi Tôi ấn định thời gian đến đây Ngồi ở đây khoảng một tiếng Đến một tiếng rưỡi Rồi trở về nhà Xem tivi Đó là cuộc sống của tôi Trong làng Ai cũng đều biết và cảm kích tình yêu tuyệt vời mà ông Fred dành cho vợ của mình. Chuyện tình của ông bà được nhiều người ví von giống như nội dung bài hát I can't stop loving you của Elvis. Ông bảo không quan trọng mình vất vả thế nào, một khi tìm được tình yêu của đời mình Ai cũng nên nỗ lực hết sức, bằng mọi giá vượt qua mọi khó khăn để cùng nhau đi đến cuối con đường. Thưa anh chị em, hôm nay giáo hội hân hoan mừng biến cố phục sinh Chúa Giêsu. Vâng, Chúa Giêsu đã trỗi dậy ra khỏi mồ. Đây cũng là một biến cố để minh chứng rằng ở đâu có tình yêu. Ở đây cái chết chẳng có ý nghĩa gì cả Quả thật Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi Đã ban con một Để ai tin vào con của người Thì không phải chết Và Đức Kitô hiện diện trên trần gian này Như là lời yêu thương của Thiên Chúa Nói với con người Bởi đó Thưa anh chị em Cho dẫu người bị loài người lên án tử Nhưng sự chết không thể làm trụ được người Người đã trỗi dậy từ cõi chết Bởi người là lời yêu thương Tin mừng hôm nay tường thuật về sự phục sinh của Chúa Kitô Bằng việc các phụ nữ nhân đức chạy ra thăm mộ từ sáng sớm đó là những người nữ đã theo Chúa Giêsu từ Galile đã gắn bó cuộc đời của mình với Đức Kitô bằng một tình yêu thương vô cùng, một tình cảm vừa mang tâm tình tôn kính dành cho bậc tôn sư, vừa mang dấu ấn của một tình yêu dành cho một người thân thương trong gia đình. Vì thế, việc từ sáng sớm ngay ngày thứ nhất trong tuần các bà ra mộ để hoàn tất công việc tập liệm theo phong tục. Bởi lẽ, việc tập liệm cho Chúa chưa được thực hiện cách trọn vẹn. Do việc hạ xác Chúa xuống vào ngày áp lễ, ngày sa bát. Và ngày lễ bắt đầu ló dạng. Nên xác Chúa chỉ mới được các ông du xe thành Arimathia Ông Nicodemus tậm liệm một cách vội vã bằng tấm vải gai, mà chưa được sức dầu với thuốc thơm theo tục lệ. Vì thế, các người phụ nữ đã để ý nhìn ngôi mộ và xem xác người được đặt như thế nào, rồi các bà về nhà chuẩn bị dầu và thuốc thơm. Để khi ngày nghỉ lễ qua đi theo luật truyền, các bà sẽ ra mộ để sức dầu và thuốc thơm lên thi hài của chúa thưa anh chị em hành động này phát xuất từ trái tim từ một tâm tình tôn kính và mến yêu dành cho chúa cách đặc biệt trong đó các bà maria magdala joanna maria mẹ jacodê là một việc làm phát xuất từ một tình yêu đích thực dành cho Chúa. Một việc làm xem ra bình thường, nhưng Chúa đã ân thưởng cho các bà về hành vi này. Các bà là những người đầu tiên được đón nhận tin mừng phục sinh. Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết? Người không còn ở đây nữa, nhưng đã trối dậy hãy nhớ lại những điều người đã nói với các bà hồi còn ở galilee là con người phải bị nộp vào tay phường tội lỗi bị đóng đinh vào thập giá rồi ngày thứ ba sống lại chúa đã biến đổi nỗi muộn phiền thành niềm vui lớn lao không để cho sự thất vọng nhấn chìm sự tín thác vào đấng mà các bà yêu thương anh chị em Quả thật Không có niềm vui nào lớn lao hơn Khi được các thiên thần Báo tin rằng Chúa đã sống lại Vâng Niềm vui các bà có được Nhờ tình yêu chân thành Mà các bà đã dành cho Chúa Chúa đã không bỏ rơi kẻ tín thành với người Cho dẫu các bà nhìn thấy Chúa chết đau thương trên thập giá. Các bà không vì thế mà quay lưng trốn chạy. Các bà vẫn dành cho niềm yêu mến cho đấng mà thiên hạ đang ghét bỏ. Cho đấng đã lãnh nhận cái chết một cách tệ hại như là một tên tử tù. Và đây là lúc Chúa ân thưởng cho các bà. Mặc dầu các bà không thấy bóng dáng của Chúa đâu Nhưng thấy ngôi mộ trống Và tai nghe lời mách bảo Sao các bà lại tìm người sống ở giữa kẻ chết Người không còn ở đây nữa Nhưng đã chối dậy Lòng các bà rộn rã an noan Cất bước trở về nhà Báo tin cho các tông đồ Chúa đã sống lại thật rồi. Lời loan báo được xác tín, không bởi những đụng chạm đến thân thể của Chúa phục sinh, không bài không phải bởi những đôi mắt trần thế đã nhìn thấy cụ thể. Vâng, các bà đã nhìn thấy Chúa phục sinh bằng đôi mắt của yêu thương. Vâng, một tình yêu đến từ những ngày tháng đồng hành với Chúa, trên các nẻo đường loan báo tin mừng của Chúa. Bây giờ các bà nhớ lại những điều Đức Giêsu đã nói và từ tình yêu này các bà đã nhận ra rằng Chúa đã sống lại. Đây không chỉ là một tình yêu xuất phát từ trái tim bình thường, nhưng trên hết từ niềm tin các bà dành cho Chúa các bà đã tin rằng Đức Giêsu không đơn giản là một rabbi nhưng quả thực người là đấng thiên sai bởi chỉ có đấng thiên sai đến từ trời mới có thể có biểu tỏ một tình yêu lạ thường như thế được một tình yêu phục vụ cho đám đông dân chúng lạc lõng bơ vơ như không có người chăm chỉ có tình yêu đến từ trời mới có thể dấn thân quên cả chính mình để rong ruổi trên các nẻo đường phục vụ cho người nghèo khó kẻ tội lỗi người bất hạnh khổ đau cả thể xác lẫn tâm hồn và chẳng bao giờ đòi hỏi cho mình một điều gì vâng chỉ có đấng là tình yêu mới có thể đón nhận cái chất cách kinh hoàng như thế mà không một lời oán trách kêu ca mặc dầu người đầy quyền năng thưa anh chị em chính đức tin này mới thực sự làm cho các bà hân hoan bởi vì các bà tin chúa không thể chết các bà tin rằng tình yêu không bao giờ bị hủy diệt và như thế niềm hân hoan của các bà cũng tràn đầy hy vọng Chắc chắn các bà cũng được dự phần vào sự sống lại của chúa, bởi vì các bà cũng đã yêu và hơn lúc nào hết các bà nhớ rõ lời chúa đã nói thầy ở đâu thì các con cũng ở đấy với thầy anh chị em hãy dành một chút tâm tình để chúng ta hướng lòng về chúa lạy chúa có lẽ chỉ có biến cố phục sinh của chúa mới là niềm vinh dự cho chúng con bởi vì chính biến cố này minh định niềm tin của chúng con như vinh dự dành cho những người phụ nữ theo chúa khi xưa chắc chắn không có sự phục sinh của chúa là niềm vui cho hết mọi người nhất là cho chúng con nếu chúng con không thực sự dành cho chúa một tình yêu đích thực vâng những con người đã tin vào chúa những con người đã dành cho chúa trọn vẹn một tình yêu thì những con người đó chúng con tin chắc sẽ được dự phần vào sự phục sinh với Chúa. Bởi vì ở đâu có tình yêu hiện diện thì ở đấy sẽ không có sự chết. Xin cho chúng con được sống trong niềm hân hoan này. Amen.